Ngọc Trinh lên đồ đốt mắt cõi mạng, vòng eo lạ gây bất ngờ. Ngọc Trinh với danh hiệu nữ hoàng nội y là cái tên mà mỗi lần xuất hiện đều khiến netizen dậy sóng vì độ sang chảnh, thần thái ngút ngàn cùng body cực gợi cảm. Mặc dù nhiều lần cô bị góp ý vì khoe da thịt quá lố, thậm chí bị lên cả sóng truyền hình, nhưng Ngọc Trinh vẫn đều đặn lên đồ sóng ảo. Đến hẹn lại lên, mới đây Ngọc Trinh tung bộ ảnh mặc chiếc áo hư hỏng từng được tóc tiên diện để trưng trổ vòng một căng đầy nóng bỏng. Đang nghỉ dịch, nhưng đam mê chụp chòe của nữ hoàng nội y cũng không thua kém ai. Mỹ nhân Trà Vinh tạo 7749 dáng uốn éo trước ống kính trong ngôi biệt thự bề thế. Từ ánh mắt đến khuôn mặt của Ngọc Trinh đều toát ra thần thái sang chảnh hút hồn người xem. Thế nhưng cũng có người chê trang phục này của Ngọc Trinh là phản cảm và đáng phải nhận sự chỉ trích. Tất nhiên bỏ ngoài tai những lời khen chê vốn là phong cách thường thấy của người đẹp này. Thời gian qua, Ngọc Trinh vẫn tiếp tục lựa chọn phong cách sexy nhưng tránh xa những ồn ào của showbiz. Cách đây không lâu, chính chủ từng tự nhận đang tăng cân mất kiểm soát mùa dịch. Số đo vòng eo đã không còn 57-58cm như xưa. Có thể thấy rõ trong bộ ảnh này, Ngọc Trinh trông tròn trịa hơn, vòng eo đã có bé mỡ sương sương chứ không bé xíu xiu như trước kia. Dù không còn được vòng eo 56cm, thế nhưng nữ hoàng nội y lại khoe khéo đôi chân dài mướt mắt cùng visual đỉnh của chóp. Nữ hoàng nội y zoom cận vòng một hững hờ, U35 nhưng vẫn mờ lem, khiến hội gái xinh Gen Z phải chờ thua. Tóc Tiên và Khánh Linh The Face từng diện chiếc áo cắt xẻ bạo này. Nếu như bà xã Hoàng To Deliver mang lại thần sắc sang chảnh và phong cách, thì cô em Trendy lại mang đến cảm giác vô cùng sexy và nóng bỏng. Ngọc Trinh vốn nổi tiếng là mỹ nhân xinh đẹp, sành điệu và luôn bắt kịp trend những xu hướng mới, khiến dân tình đổ xô học tập theo. Bản thân Ngọc Trinh cũng từng nhiều lần chia sẻ về những cách thức tập thể dục và món ăn giảm cân giữ dáng mà cô sử dụng để giúp duy trì vóc dáng nụt nà. Trong đoạn story Instagram trước đây, Ngọc Trinh chia sẻ, cô nàng hé lộ bản thân thường tập 3 tư thế plank tại nhà. Bởi lẽ cứ nhắc tới những động tác giảm béo bụng thì chắc chắn plank chính là bài tập muôn thuở được gọi tên. Điều kỳ diệu hơn là plank không chỉ tác động vào vòng hai mà cả mông đùi đều được luyện tập giúp săn chắc hơn. Trước đây Ngọc Trinh cũng từng hé lộ thêm món ăn giữ dáng đỉnh cao mà cô yêu thích. Đáng nói hơn, loại rau mà Ngọc Trinh sử dụng cũng đang là món rau hot hit, giá đắt hơn thịt nhưng cực tốt và được nhiều người đổ xô tìm mua. Cụ thể, Ngọc Trinh ăn cải bông tuyết đã được chế biến thành salad. Cải bông tuyết hay còn được gọi với tên khác là rau kim cương. Loại rau này có mức giá không hề rẻ, dao động từ 80.000 đến 150.000 một ký. Dù mức giá đắt đỏ nhưng đây đang là loại rau được nhiều người yêu thích vì vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe, lại hữu ích trong công cuộc giảm cân giữ dáng. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cũng từng theo đuổi sexy dance suốt một thời gian dài để duy trì vóc dáng thon thả quyến rũ. Sau 2 năm bận rộn, Ngọc Trinh update rằng cô đã đi học sexy dance trở lại. Chính Ngọc Trinh cũng từng chia sẻ rằng nhảy sexy dance đã giúp cô có được vóc dáng săn chắc và thêm nữa còn biết cả những cách tạo dáng quyến rũ trước ống kính máy quay. Sau Ngọc Trinh, Trà Long Khánh Vân cũng nhập hội học nhảy sexy dance để sớm có body chuẩn chỉnh. Khánh Vân sở hữu khuôn mặt trẻ con mẩm mĩm với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, thế nhưng body của cô nàng lại ngược hẳn. Thi thoảng trong những xuất hình khoe dáng, Khánh Vân để lộ thân hình vòng nào ra vòng nấy, cũng sexy không kém nhiều mỹ nhân khác. Thỉnh thoảng dân tình cũng được chiêm ngưỡng vòng eo con kiến cùng đường cơ bụng săn chắc của cô nàng. Cứ mỗi lần khoe khéo như vậy là mỗi lần dân tình phải đi vào dò hỏi xem bí quyết giữ dáng của cô nàng là gì. Sau đó Khánh Vân hé lộ phương pháp luyện tập mà mình đang theo đuổi trên trang cá nhân. Thông qua phần story Instagram, Khánh Vân cho biết cô đang học nhảy sexy dance, bộ môn tập luyện được nữ hoàng nội y Ngọc Trinh rất yêu thích.